quay trở lại với Đấu trường tương tác, một game show truyền hình được sản xuất bởi tổ hợp truyền thông tương tác, hiện đang được phát song song trên hệ thống hai app THP On cũng như là BPTV Go. Quý vị khán giả thân mến, trước khi tới với những luật chơi mới mẻ trong cái số phát sóng ngày hôm nay thì có hai điều mà tôi muốn giới thiệu tới quý vị khán giả. Đó chính là hiện nay với số chip mà quý vị khán giả đang có, chúng ta hoàn toàn có thể đổi những chiếc voucher tiền mặt trên website tương tác.tv của chúng tôi. Hiện đã có hai mệnh giá là 20.000 đồng và 50.000 đồng. Một điều thứ hai đó chính là fanpage Facebook của Đấu trường tương tác hiện cũng đang có mặt. Tại đây quý vị khán giả sẽ nhấn nút follow này, nhấn nút like này, rồi là tương tác với những cái bài đăng của chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin dành riêng cho chương trình Đấu trường tương tác. Và như cũng đã giới thiệu trước với quý vị khán giả qua hệ thống fanpage của chương trình, thì ngày hôm nay Đấu trường tương tác sẽ là cơ hội để cho tất cả quý vị khán giả đều có thể tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm, đều có cơ hội giành phần quà tiền mặt lên tới 1 triệu đồng từ chương trình. Cách thức ghi danh rất đơn giản. Thông qua phần chơi mini game điểm danh, vừa để xác nhận chúng ta sẽ tham gia đấu trường tương tác ngày hôm nay và cũng để dành về cho mình số chip ngẫu nhiên miễn phí 5, 10, 15, 20 của chương trình. Và giải thưởng dành cho những bạn khán giả trả lời đúng cả 10 câu hỏi sẽ là số tiền 1 triệu đồng. Còn với các bạn khán giả khác, chúng ta nếu như là chưa kịp điểm danh tham gia này hoặc là trả lời sai thì vẫn có thể tiếp tục tham gia trả lời những câu hỏi trắc nghiệm. Với mỗi câu trả lời đúng, quý vị khán giả sẽ có cho mình 3 chip. Rồi, một luật chơi nữa để quý vị khán giả chúng ta có thể không chỉ 30, không chỉ 60 người mà tất cả những ai tham gia điểm danh cùng với tôi đều có thể giành được cho mình những cái cơ hội dành về phần quà trị giá lên tới 1 triệu đồng tới từ đấu trường tương tác hôm nay. Và ngay bây giờ hãy sẵn sàng cho 90 giây điểm danh này. Thời gian 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, xin được chào Phạm Thị Thu Hằng, Nguyễn Thảo Oanh, 94 bạn khán giả, 95 bạn khán giả đang tham gia điểm danh rồi. Thái Ngọc Hiệp này, Ngô Trung Hiếu, Phạm Thị Phương Anh. Và tôi cũng xin nhắc lại những bạn khán giả điểm danh. Trong 90 giây này sẽ là những bạn khán giả sẽ tham gia vào đấu trường tương tác và có cơ hội tham gia dành phần quà lên tới 1 triệu đồng. Xin được chào các bạn khán giả Phạm Nguyễn Khánh Linh, Hai Lúa, Bùi Thị Nghĩ, Phạm Thị Chiến, Lê Cường, Phạm Văn Tiến. Rồi, chúng ta chỉ còn lại 30 điểm danh thôi, 99 bạn khán giả rồi. Đây cũng sẽ là 99 chiến binh, 99 đối thủ sẽ cạnh tranh nhau ở đấu trường tương tác. 100 người rồi, tuyệt vời. Một tràng pháo tay dành cho hơn 100 bạn khán giả đang tham gia điểm danh vào đấu trường tương tác ngày hôm nay. Nguyễn Bích Huyền My 20 chip, chúc mừng bạn. Minh Lợi 20 chip, Trương Thiệp 10 chip, Vũ Trần Ngọc Linh 5 chip. Và cũng xin nhắc lại là đấu trường tương tác chỉ là một trong 4 format sắp tới sẽ lên sóng thuộc tổ hợp truyền thông tương tác của chúng tôi. Hãy đón chờ những thông tin ở trên fanpage Facebook nhà quý vị khán giả ơi. Kết thúc thời gian điểm danh với 103 bạn khán giả. Và xin mời bộ phận kỹ thuật hãy cho tôi xem danh sách một lần nữa. 103 bạn khán giả sẽ tham gia vào đấu trường tương tác. Đây quý vị khán giả ơi, hôm nay thì tất cả những ai tham gia điểm danh đều có thể tham gia cùng với chúng tôi. Đây, danh sách của chúng ta tới hơn 100 bạn khán giả. Những cái tên quen thuộc như là Thái Ngọc Hiệp này, Lý Thái Sơn, Bùi Thị Nghĩ, rồi những các bạn khán giả mà cũng rất muốn có cơ hội nhưng chưa được, thí dụ như là Linh này, hay là Đỗ Hậu này, rồi cả những bạn khán giả mới nữa. Tôi cũng nhìn thấy một vài cái tên như là Nguyễn Thị Kiều hay là Công Minh. Rồi, đó là 103 bạn khán giả của đấu trường tương tác ngày hôm nay. Chủ đề tham gia 10 câu hỏi trắc nghiệm hôm nay, xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị, đó chính là chủ đề điện ảnh truyền hình nha quý vị khán giả ơi. Nhân cái lễ trao giải Oscar vừa được diễn ra trong thời gian vừa rồi thì hôm nay chúng ta sẽ tới với một chủ đề là điện ảnh truyền hình. Có lẽ là một chủ đề mà tôi nghĩ rằng nhiều bạn khán giả cũng sẽ yêu thích thông qua những cái bộ phim điện ảnh hay những bộ phim truyền hình. Quý vị khán giả thân mến, trước khi tới với những câu hỏi đầu tiên của chúng ta thì tôi muốn xem trên thanh chat các bạn khán giả đang có những chia sẻ như thế nào về luật chơi mới này cũng như là chủ đề điện ảnh truyền hình của chúng ta hôm nay. Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị thanh chat. Rồi, Lê Thị Thanh Tâm đang nói là rớt đài. Chưa chơi làm sao mà chúng ta biết chúng ta sẽ rớt đài đây, Lê Thị Thanh Tâm ơi. Phạm Thị Nguyệt có giới hạn lượt đổi không thế át. Những chiếc voucher tiền mặt thì không giới hạn lượt đổi nha. Quan trọng là chúng ta có đủ chip để đổi hay không thôi. 1 triệu chia 103 chưa chắc đâu Long ơi. Đây là cái danh sách những người tham gia thôi, còn đến cuối của chúng ta thì bao nhiêu người ở lại đến cuối cùng mới là câu chuyện nhá. Mai Nguyễn, yeah, Ngô Trung Hiếu, Phạm Anh Tuấn vui vui ha. Mai Nguyễn bắt đầu rồi, chuẩn bị đây Mai Nguyễn ơi.
chủ đề này hấp dẫn ghê, chủ đề này có vẻ là được nhiều bạn khán giả yêu thích ha. Lý Ngọc Hà là mỗi người chưa được 1.000, từ từ Lý Ngọc Hà ơi, phải qua 10 câu chúng ta mới biết những ai là người chiến thắng cơ mà. Đây là giải thưởng để cho những người vượt qua cả 10 câu cơ mà. Rồi, giao lưu với các bạn khán giả một chút như vậy thôi, chúng ta sẽ quay trở lại với khuôn khổ chương trình này. Hãy sẵn sàng cho câu hỏi đầu tiên này, 103 chiến binh của đấu trường tương tác ngày hôm nay. Thời gian 3, 2, 1, xin mời câu hỏi đầu tiên của chủ đề điện ảnh truyền hình hôm nay. Nào, một câu hỏi khởi động nhẹ nhàng thôi. Giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh thế giới, Quả Cầu Vàng, Sư Tử Vàng, Oscar hay là giải Kim Tượng đây, quý vị khán giả ơi. Nào, nhanh tay trả lời, chúng ta chỉ có 15 giây thôi. Nhanh tay, ở câu đầu tiên này nhanh tay khởi động, lấy khí thế, thừa thắng xông lên những câu tiếp theo. Nào, hết thời gian với 91 bạn khán giả thôi tham gia trả lời. Như vậy chúng ta đã có những người sẽ rơi rớt ở câu hỏi này rồi. Và đáp án chính xác của chúng ta, như tôi vừa công bố, lễ trao giải vừa diễn ra, đó chính là lễ trao giải Oscar, giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh thế giới. 87% quý vị khán giả tham gia trả lời chính xác. Và cho tôi xem danh sách 103 chiến binh của chúng ta sẽ còn lại bao nhiêu người sau câu hỏi đầu tiên này. Còn lại 76 người. Như vậy là theo như tôi tính nhanh là chúng ta rơi rớt khoảng gần 30 người đấy quý vị khán giả. Trần Hạ Nhiên này, Đinh Lê Quốc Cường này, Long này, một bà khán giả quen thuộc này. Rồi, Thái Ngọc Hiệp cũng là một cái tên quen thuộc của chúng ta. Lý Thái Sơn, những cái tên quen thuộc là Củ Khoai, Lý Thái Sơn thì vẫn ở lại này. Hôm nay tôi hình như tôi chưa nhìn thấy cái tên Vũ Sơn Tùng, đúng không quý vị khán giả? Một idol của rất nhiều những bạn khán giả khác trong những cái chương trình đấu trường tương tác, hay là trước đây là chúng ta là chung kết thử tài kiến thức, phải không nào? Rồi, qua câu thứ nhất nhẹ nhàng như vậy thôi. Xin mời câu hỏi thứ hai của chủ đề hôm nay. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Nhân vật Mi Sói xuất hiện trong bộ phim truyền hình nào? 11 tháng 5 ngày, Cảnh sát hình sự, Sống chung với mẹ chồng hay Quỳnh búp bê? Lại là một câu hỏi quá đơn giản đúng không quý vị khán giả? Không biết có đơn giản với phần đông quý vị khán giả đang tham gia đấu trường tương tác hôm nay không? Bộ phim nào mà có nhân vật Mi Sói đây? Một nhân vật rất nổi tiếng trong một bộ phim truyền hình có tên gọi Quỳnh búp bê nha quý vị khán giả ơi. Đáp án chính xác của chúng ta là Quỳnh búp bê. Vâng, tôi vẫn thấy phần đông của chúng ta, 88% bạn khán giả trả lời đúng. Nhưng với chỉ 85 người thì liệu rằng top 76 chúng ta có còn nguyên vẹn hay không, hay sẽ có cái sự biến động như thế nào đây ạ? Xin mời hiển thị danh sách top 76 của chúng ta. Rồi, mất thêm 15 bạn khán giả nữa. Còn lại 61 bạn khán giả với những cái tên quen thuộc như Long, Lý Ngọc Hà, Phạm Thị Nguyệt, Thái Ngọc Hiệp, Nguyễn Hà Trang, Nguyễn Văn Anh Tiến, Hồ Ngọc Duy Phú, Thái Ngọc Hiệp, Lý Thái Sơn, Củ Khoai, Hoàng Đoàn Anh Thư. Rồi tôi sẽ đọc nhanh qua tên một vài bạn nữa này, là Mai Nguyễn này, Bảo Bảo này, Nguyễn Thị Bích, Vũ Đình Đại, Quang Huy. Đó quý vị khán giả ơi, chưa gì đã có những bạn khán giả comment bảo là 103 người là chia nhau mỗi người chưa được 1.000. Vấn đề là chúng ta sẽ phải trải qua được 10 câu hỏi của chương trình cơ, chứ không thể nào mà 1.000.000 đồng chúng ta chia cho chưa chơi mà chúng ta đã chia rồi thì nghe chừng nó có vẻ không được hấp dẫn lắm, phải không nào quý vị khán giả. Câu hỏi thứ hai đã xong. Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị giúp tôi câu hỏi thứ ba của chương trình hôm nay. Câu hỏi thứ ba, tập đoàn Phan Thị quyền lực bậc nhất xã hội đen trong bộ phim truyền hình nào? Người phán xử, Chạy án, Bí mật tam giác vàng hay là Hoa cỏ may? Một bộ phim truyền hình nào đây quý vị khán giả ơi? Tập đoàn Phan Thị, một cái tên mà tôi nghĩ rằng quý vị khán giả sẽ thấy rất quen này. Đó. 89 bạn khán giả trả lời cơ. Và nếu như chúng ta còn biết tập đoàn Phan Thị của một cái gia đình với những người như là Phan Quân này, Phan Hải này, hay những là cánh tay phải như là Lương Bổng nữa, thì đáp án của chúng ta sẽ là bộ phim Người Phán Xử nha quý vị khán giả ơi. Và vẫn là phần đông những người tham gia trả lời đúng, 83% cơ. Và cho tôi xem danh sách của chúng ta, top 61 sẽ còn top bao nhiêu đây ạ? Có còn nguyên top 61 không? Còn nguyên top 61. Tôi phải dành một tràng pháo tay ngay. Cứ tưởng là câu này sẽ đánh đổ một bộ phận khán giả nào đó, nhưng mà hóa ra là 61 bạn khán giả của chúng ta vẫn rất xuất sắc qua câu hỏi vừa rồi. Tiếp tục câu hỏi thứ tư nhé. Vâng, và xin mời câu hỏi thứ tư của chủ đề điện ảnh truyền hình. Bộ phim hoạt hình có hai nhân vật là mèo và chuột luôn tranh cãi với nhau, Mickey Mouse đi tìm Nemo, Tom và Jerry hay là Ben 10 đây quý vị khán giả ơi? Vẫn 4 câu rồi nhưng thực sự là chưa có một cái thử thách gì nó ghê gớm ở đây, phải không nào quý vị khán giả? Những người mà chẳng may mà trả lời chưa đúng thì tôi nghĩ rằng là một là chúng ta có cái sự nhầm lẫn, và hai là có lẽ là chưa kịp mà bấm nút trả lời thôi. Và đáp án của chúng ta, Tom và Jerry quý vị khán giả ơi, đáp án C.
100% các bạn khán giả đưa ra câu trả lời chính xác. Và như vậy đồng nghĩa với việc top 61 của chúng ta vẫn sẽ còn nguyên qua câu hỏi thứ tư này. Và nào, xin mời hiển thị lại danh sách top 61 một lần nữa qua mỗi câu hỏi, để tôi có thể ghi nhớ kỹ hơn tên của những chiến binh của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì số lượng không chỉ là ô, có một người không vượt qua nhé quý vị khán giả ơi. Như vậy là bạn khán giả này có lẽ là chưa kịp bấm nút trả lời này. Và có lẽ 61 người thì hơi khó một chút để tôi có thể biết được đó là bạn khán giả nào. Vâng, có lẽ có một người mà chưa kịp bấm chọn đáp án trả lời cho mình rồi. Còn lại thì chúng ta vẫn còn những cái tên quen thuộc, những chiến binh rất mạnh qua câu hỏi thứ tư vừa rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ 5. Trước khi đến với nội dung câu hỏi thứ 5 thì sẽ có một hình ảnh mà tôi muốn gửi tới quý vị khán giả. Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị hình ảnh dưới đây. Vâng, quý vị khán giả ơi, đây là hình ảnh của diễn viên có tên gọi là Cillian Murphy, người vừa đạt giải Oscar với vai nam chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải vừa rồi. Quay trở lại với nội dung chương trình, đây sẽ là một câu hỏi liên quan tới diễn viên Cillian Murphy này nha quý vị khán giả ơi. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Đâu không phải là một bộ phim có sự góp mặt của diễn viên Cillian Murphy, Bóng Ma Anh Quốc, Điệp Viên 007, Oppenheimer hay là Cuộc Di Tản Dunkirk, thưa quý vị khán giả? Liệu rằng sẽ là bộ phim nào đây? Anh chàng diễn viên này thì đang rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây, lấy cái giải Oscar cho vai nam chính xuất sắc nhất của mình. Liệu rằng đáp án của chúng ta sẽ là đáp án nào đây? Giải Oscar vừa rồi thì Cillian Murphy giành giải với bộ phim Oppenheimer, nên là chúng ta có thể gạt bỏ đáp án C nha quý vị khán giả. Bóng Ma Anh Quốc là một bộ phim với 6 phần rất nổi tiếng, nói về gia đình nhà Shelby, và vai Thomas Shelby, vai chính trong bộ phim đó cũng thuộc về Cillian Murphy. Như vậy là chỉ còn lại B hoặc D là Cuộc Di Tản Dunkirk hay là Điệp Viên 007 thôi quý vị khán giả ơi. Và đáp án của chúng ta ở đây, xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị giúp tôi, sẽ là B hay D đây ạ? Đáp án chính xác của chúng ta là B, Điệp Viên 007. Sẽ có một sự hoán đổi, một cái sự thay đổi rất lớn trên bảng xếp hạng sau câu hỏi này, khi mà chỉ có 46% quý vị khán giả tham gia trả lời đưa ra được đáp án đúng. Và tôi sẽ muốn xem ngay bảng xếp hạng của chúng ta sẽ có sự biến động như thế nào đấy ạ. Xin mời hiển thị bảng xếp hạng. Có vẻ như là nhiều bạn khán giả chưa biết tới anh chàng diễn viên này, hoặc là chúng ta đưa ra đáp án sai. Từ 60 mà xuống còn 24 bạn khán giả là chúng ta đã mất tới 36 chiến binh rồi. Chỉ còn lại những người rất mạnh, những cử viên quen thuộc như là Lý Thái Sơn, Củ Khoai, Vũ Sơn Tùng tôi đã thấy rồi nhá. Xin lỗi nếu như vừa là từ đầu chương trình đến giờ tôi chưa nhìn thấy Sơn Tùng. Có thể kéo hết danh sách để tôi xem đằng sau chúng ta còn bỏ sót bạn khán giả nào không. Đây rồi, vẫn còn những bạn khán giả ở vị trí số thứ tự 99 là Đỗ Hậu và 103 là Nguyễn Thị Vân. Qua 5 câu hỏi, chúng ta còn lại top 24, mỗi bạn đang tạm thời sở hữu cho mình 41.666 đồng. Và cuộc đua tới giải thưởng tiền mặt cuối cùng chúng ta còn 5 câu hỏi nữa. Và ngay bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 6 tới từ chủ đề điện ảnh truyền hình hôm nay. Xin mời câu hỏi thứ 6. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy là câu nói về nhân vật nào trong series phim Harry Potter? Chúng ta có Voldemort, Harry Potter, Draco Malfoy hay là Severus Snape đây quý vị khán giả ơi. Có ai là fan của Harry Potter ở đây không ạ? Hãy comment, hãy bình luận nào để lát nữa chúng ta có thể giao lưu cùng với nhau. Một cái series truyện tiểu thuyết chứ, xin lỗi quý vị khán giả, một cái series tiểu thuyết cũng như là một cái đã được chuyển thể thành như là 7 hay 8 phần phim gì đó đúng không nào? Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy là một câu nói để nói về nhân vật nào đây? Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị giúp tôi đáp án ở câu hỏi thứ 6 này. Đáp án của chúng ta là đáp án A, đó là lãnh chúa Voldemort nha quý vị khán giả ơi. Trời ơi, không phải là Harry Potter. Harry Potter là nhân vật chính mà, nhân vật chính diện mà. Còn cái câu nói này thì là câu nói mà dành cho cái nhân vật phản diện, đó là chúa tể Voldemort của chúng ta. Và cho tôi xem danh sách 24 bạn khán giả, liệu rằng sẽ có sự biến động như thế nào đây ạ? Quý vị khán giả ơi, có vẻ như là rất nhanh. Từ top 60 qua 2 câu hỏi chúng ta còn top 24 và bây giờ là top 10. Bạn khán giả còn lại ở sau câu hỏi thứ 6 vừa rồi, chúng ta còn lại, ta sẽ đọc hết 10 cái tên nhá. Chúng ta có Lý Thái Sơn này, Củ Khoai này, Bảo Bảo này, ai nữa đây ạ? Quang Xuân. Ở cuối danh sách của chúng ta thì liệu rằng hai bạn khán giả vừa nãy ở vị trí cuối cùng không còn nữa rồi quý vị khán giả ơi. Có thể quay lại cho tôi về đầu danh sách nào.
vừa nãy tôi chưa kịp đọc tên. Đầu danh sách chúng ta có Nguyễn Thảo Oanh, Ngô Trung Hiếu, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Văn Anh Tiến, Lương Vũ Hải Đăng. Đầu danh sách nữa đi, bộ phận kỹ thuật ơi, Hằng Nga. Đó là hết rồi, quý vị khán giả ơi, đó là top 10 của chúng ta. Rồi, top 10 ơi, hãy sẵn sàng cho câu 7, câu 8, câu 9, câu 10, 4 câu hỏi nữa thôi, 4 câu hỏi nữa thôi. Thì mỗi bạn sẽ chắc chắn dành cho mình 100.000 đồng. Còn từ giờ đến câu hỏi thứ 10, chúng ta có những cái sự biến động như thế nào thì hãy cùng chờ xem. Câu hỏi thứ 7 của chúng ta sẽ bắt đầu với một hình ảnh như thế này, quý vị khán giả ơi. Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị giúp tôi hình ảnh. Đây, quý vị khán giả ơi, đây là hình ảnh sẽ liên quan tới câu hỏi thứ 7 của chúng ta. Đó, hãy nhìn cho kỹ. Rồi, xin mời hiển thị nội dung của câu hỏi thứ 7 ạ. Hình ảnh trên của hãng phim nào? Universal, Sony Columbia Pictures, 20th Century Fox hay là Paramount Pictures? Đây, quý vị khán giả ơi, không biết câu hỏi này có khó dành cho quý vị khán giả không? Đây là hình ảnh về một cái hãng phim rất là nổi tiếng trên thế giới. Và có lẽ là chúng tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả một đoạn clip dưới đây để chúng ta biết được rằng đáp án của câu hỏi này là gì. Xin mời clip công bố đáp án ở câu hỏi thứ 7 ạ. Đấy rồi, quý vị khán giả ơi, yeah, có lẽ là ngay với hình ảnh này thì chúng ta cũng đã biết được đáp án là gì, phải không nào? Hãy cùng xem tới hết nhá. Đây, những hình ảnh và những âm thanh rất rất quen thuộc, phải không nào quý vị khán giả? Bất cứ ai trong chúng ta nếu đã từng xem một bộ phim nào đó thì kiểu gì thì kiểu cũng sẽ nhìn thấy chiếc logo của hãng phim Sony Columbia Pictures nha quý vị khán giả. Đáp án đúng của chúng ta ở câu hỏi này là B, Sony Columbia Pictures, với 32% quý vị khán giả trả lời đúng. Liệu rằng trong 32% này có những ai sẽ nằm ở trong top 10 còn trụ lại đấy ạ? Xin mời hiển thị cho tôi danh sách top 10. Lại vơi đi tiếp một nửa thí sinh rồi. Chúng ta còn bạn khán giả Nguyễn Thảo Anh này, Lý Thái Sơn, Củ Khoai, Bảo Bảo. Ai nữa? Quang Xuân. Đó là 5 bạn khán giả xuất sắc còn lại của chúng ta. Có lẽ là sau câu hỏi thứ 7 rồi, còn lại 3 câu hỏi nữa. Trước khi chúng ta biết được rằng những ai sẽ có phần quà tiền mặt ngày hôm nay thì tôi muốn xem là hiện tại quý vị khán giả ở trên app của chúng ta đang có những cái bình luận gì không sau 7 câu hỏi rồi. Xin mời hiển thị thanh chat của chương trình tới từ bộ phận kỹ thuật. Đỗ Hậu cổ vũ cho một bạn khán giả có tên là Tít, nhưng mà hình như là bạn Tít này cũng đã rời cuộc chơi rồi thì phải. Ngô Trung Hiếu, em fan Harry Potter. Rồi, chúc mừng Ngô Trung Hiếu. Nhưng mà như Ngô Trung Hiếu không còn ở lại với top 5 rồi phải không nào? Phan Thị Thúy Hằng có thể nào dừng cuộc chơi luôn không mọi người? Thúy Hằng ơi, thử thách của chương trình là 10 câu hỏi cơ mà. Lụi 5 câu liên tục rồi, 6 thì đúng 5 sai. Sai một câu là chúng ta mất cơ hội đấy Long ơi, hơi phí nhỉ. Hồ Ngọc Duy Phú cũng dụng. Rồi, như vậy là đó là những cái chia sẻ của quý vị khán giả sau những câu hỏi của chương trình qua 7 câu hỏi phải không nào? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ 8 tiếp theo ngay sau đây. Xin mời hiển thị câu hỏi thứ 8 của chủ đề điện ảnh truyền hình. Câu hỏi thứ 8, đâu là một bộ phim truyện Việt Nam được sản xuất trong giai đoạn 1965-1975, Vĩ Tuyến 17 Ngày và Đêm, Chung Một Dòng Sông, Chiến Thắng Tây Bắc hay là Chị Tư Hậu? Đây quý vị khán giả. Thời gian trôi qua thật nhanh quý vị khán giả ạ. 15 giây mà tôi ngỡ như là chỉ thoáng chốc thôi, chỉ chớp mắt một cái thôi là đã hết thời gian rồi. Có lẽ đây là một câu hỏi khó. Chính tôi khi mà nhìn vào câu hỏi này của ban biên tập cũng rất phân vân. Nhưng với những cái đáp án như thế này và với những cái dữ kiện từ lịch sử thì tôi cũng có thể biết được đáp án chính xác nha quý vị khán giả. Một vài thông tin như thế này để quý vị khán giả có thể biết này. Chung Một Dòng Sông là bộ phim truyện điện ảnh đầu tiên của Việt Nam được sản xuất vào năm 1959 cơ. Tức là nó nằm ở trước cái giai đoạn 1965-1975 này. Chị Tư Hậu cũng vậy, cũng là một bộ phim sản xuất không phải trong giai đoạn 1965-1975. Chỉ còn là hai đáp án như quý vị khán giả thấy, đó là Vĩ Tuyến 17 Ngày và Đêm và Chiến Thắng Tây Bắc. Thì bộ phim ở trong 4 đáp án này mà được sản xuất trong giai đoạn 1965-1975 là một bộ phim của đạo diễn Hải Ninh, được sản xuất vào năm 1972. Một bộ phim tiêu biểu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh. Kịch bản được viết bởi Hải Ninh và Hoàng Tích Chỉ.
Đây cũng là kịch bản hai tập đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam với tên gọi Vĩ Tuyến 17 Ngày và Đêm. Quý vị khán giả ơi, đáp án chính xác của chúng ta với 55% bạn khán giả cũng đưa ra được đáp án như vậy. Vậy thì top 5 của chúng ta ơi, top 5 ơi, tôi rất hồi hộp. Tôi cổ vũ cho top 5 bạn khán giả. Xin mời danh sách hiển thị từ bộ phận kỹ thuật. Top 5. Còn lại 4 bạn khán giả xuất sắc. Chúng ta còn lại Nguyễn Thảo Anh này, chúng ta còn lại Lý Thái Sơn, Củ Khoai và Quang Xuân. Rất xuất sắc, rất xuất sắc. Còn 4 bạn khán giả nữa sẽ tiếp tục tranh tài ở hai câu hỏi cuối cùng thôi. Chỉ còn là hai câu hỏi nữa thôi. Ai trong những bạn khán giả này thì quý vị khán giả dành tình cảm yêu mến cho ai thì hãy gửi những lời comment cổ vũ này, động viên và lời chúc khải hoàn tới 4 bạn khán giả xuất sắc còn lại tham gia tranh tài hai câu hỏi cuối cùng này. Xin mời hiển thị câu hỏi thứ 9 của chương trình hôm nay. Nhân vật nào xuất hiện đầu tiên trong bộ phim hoạt hình Vua Sư Tử sản xuất năm 1994? Chúng ta có các đáp án đó là Simba, Scar, Mufasa hay là Rafiki đây quý vị khán giả ơi. Còn ai nhớ về bộ phim Vua Sư Tử này không ạ? Một bộ phim rất nổi tiếng, rất nổi tiếng mà gắn liền với thời thơ ấu của những cái thế hệ 8X, 9X phải không nào? Và thậm chí là cả những thế hệ trước đó 6X, 7X tôi nghĩ rằng cũng đã xem và rất yêu thích cái bộ phim này rồi. Chúng ta sẽ phân tích một chút trước khi đưa ra đáp án này. Simba thì là chú sư tử nhỏ mà sau này trở thành vua sư tử phải không nào? Một cái tên đã quá nổi tiếng rồi. Scar là nhân vật phản diện, nhân vật người chú của Simba với cái vết sẹo ở mắt. Mufasa là bố của Simba, người đã bị Scar hại ở một cái trích đoạn rất nổi tiếng, trích đoạn mà Scar đẩy nhân vật Mufasa này xuống và bị cái đàn trâu chạy qua và cán chết. Rafiki là quý vị khán giả còn nhớ cái ảnh mà có một cái chú khỉ mà bê Simba lên như thế này đúng không ạ? Thì cái chú khỉ đó có tên là Rafiki. Và trong bốn nhân vật này, nhân vật đầu tiên xuất hiện trong nội dung của bộ phim nha quý vị khán giả. Với một cái trích đoạn đó là cầm con chuột ở trong hang động lên và ăn nó. Đó chính là nhân vật phản diện Scar của chúng ta. Đáp án chính là B. Ôi, 7%. Quý vị khán giả trả lời đúng thôi. Và tôi hơi lo lắng cho top 4 một chút. Tỷ lệ phần trăm như thế này thì hơi đáng lo nha quý vị khán giả ơi. Và trời ơi, tôi không dám nhìn nữa quý vị khán giả ạ. Bộ phận kỹ thuật ơi, hãy cho tôi xem top 4 của chúng ta liệu rằng còn ai ở lại sau câu hỏi thứ 9 này không ạ? Ồ, còn một bạn khán giả duy nhất thôi, đó là Củ Khoai. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Củ Khoai quý vị khán giả ơi. Và có lẽ là quý vị khán giả nếu như đang xem chương trình của chúng ta thì hãy cùng hô vang tên nào. Củ Khoai, Củ Khoai, Củ Khoai, Củ Khoai. Gửi những lời động viên từ tôi tới Củ Khoai để hy vọng rằng bạn có thể vượt qua được câu hỏi thứ 10 của chương trình để xuất sắc dành về cho mình phần quà là 1 triệu đồng nha Củ Khoai ơi. Tôi cũng đang cảm thấy rất nóng rồi, tôi rất muốn cởi chiếc áo này ra để có thể là giả hạ nhiệt nhưng mà thôi vì lên hình mà chúng ta vẫn sẽ phải chỉn chu một chút. Nào, Củ Khoai ơi, hãy sẵn sàng nhá, hãy sẵn sàng nhá. Tất cả mọi người đều đang hướng về Củ Khoai để xem liệu rằng bạn có thể chinh phục được câu hỏi cuối cùng này hay không. Xin mời hiển thị câu hỏi thứ 10 của chúng ta. Bộ phim nào được giải Cánh Diều Bạc 5000 năm 2003 nhưng đến năm 2005 vẫn chưa được công chiếu? Chuyện của Pao, Người Đàn Bà Mộng Du, Cho Đùa của Thiên Lôi hay là Lọ Lem Hè Phố đây quý vị khán giả ơi. Rồi, chắc hẳn quý vị khán giả cũng đã biết giải thưởng Cánh Diều là giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam được trao hàng năm dành cho những cái bộ phim xuất sắc. Chúng ta có những cái giải rất là quen thuộc như Cánh Diều Vàng này hay là Cánh Diều Bạc dành cho các cái hạng mục phim xuất sắc, diễn viên xuất sắc hay là kịch bản cũng như là rất nhiều những cái hạng mục khác. Đây chúng ta có các cái đáp án như là Chuyện của Pao, Người Đàn Bà Mộng Du, Trò Đồ của Thiên Lôi và Lọ Lem Hè Phố. Đáp án của chúng ta ở câu hỏi này là một bộ phim được chuyển thể kịch bản dựa theo truyện ngắn Chuyện Có Thể của nhà văn Bão Vũ, biên kịch chuyển thể là Đỗ Chí Hùng, đạo diễn Nguyễn Quang. Phim đoạt giải Cánh Diều Bạc của Hội Điện ảnh năm 2003, khởi chiếu vào ngày 24 tháng 6 năm 2006. Có lẽ là tôi sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật công bố đáp án chính xác ở câu hỏi này. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho tôi biết đáp án của câu hỏi này là
bộ phim gì đây ạ? Bộ phim Trò Đùa Của Thiên Lôi nha quý vị khán giả ơi, với 24% là khán giả trả lời đúng. Nhưng mối quan tâm của tôi sẽ dành cho củ khoai. Và xin mời bảng xếp hạng cuối cùng của chúng ta nào. Củ khoai ơi, củ khoai có đạt được không? Có vượt qua được không ạ? Như vậy là với hình ảnh như thế này thì củ khoai đã không thể vượt qua được câu hỏi thứ 10 của chúng ta. Đồng nghĩa với việc hôm nay không có bạn khán giả nào chiến thắng tại đấu trường tương tác cả. Nhưng mà không sao quý vị khán giả ơi, cuộc chơi mà, nên là chúng ta sẽ có những lúc giành được chiến thắng, nhưng sẽ có những lúc mà chúng ta chưa giành chiến thắng. Thôi thì thua keo này ta bày keo khác. Đừng quên rằng vào mỗi thứ 6 12 giờ trưa, đấu trường tương tác sẽ lên sóng và sẽ còn rất nhiều cơ hội cho quý vị khán giả có thể phục thù, có thể tiếp tục săn về cho mình những giải thưởng tiền mặt giá trị tới từ chương trình của chúng tôi. Và trước khi nói lời chia tay, chúng ta sẽ có phần điểm danh 90 giây một lần nữa để quý vị khán giả có thể tích thêm chip để có thể đổi những chiếc voucher tiền mặt giá trị ở trên của chúng tôi. Và xin mời 90 giây điểm danh của chúng ta ngay sau đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Hơi buồn một chút phải không quý vị khán giả ơi? Giá như mà củ khoai có thể vượt qua được câu hỏi cuối cùng vừa rồi thì có lẽ là không khí của chúng ta sẽ vui tươi, sẽ rộn ràng hơn một chút. Nhưng mà không sao, tôi nghĩ rằng những câu hỏi hôm nay mà ban biên tập đưa ra cũng không phải là những câu hỏi dễ. Và đi được một mạch tới câu thứ 9 cũng đã là rất xuất sắc rồi củ khoai ơi. Và không chỉ củ khoai đâu mà những bạn khán giả còn lại tham gia với chúng tôi ngày hôm nay cũng đều là những bạn khán giả rất xuất sắc. Và một lần nữa một tràng pháo tay dành cho 103 chiến binh của đấu trường tương tác ngày hôm nay. Quay trở lại với phần điểm danh này thì đã trôi qua được hơn một phút rồi. Chúng ta đã có những cái tên quen thuộc điểm danh, đó là Phương Ly, Phạm Văn Tiến, Phạm Thị Thùy Dung, Hai Lúa. Hai Lúa bạn này tuần trước được 500.000 từ đấu trường tương tác này. Nguyễn Bích Huyền My, Tuệ Lâm, Tiểu Lý, Nguyễn Thị Bích Thảo, Phan Văn Tiến, Nguyễn Thị Vân, Vương Điền, Long, Trường Lộc. Những ai hôm nay mà chẳng may chúng ta chưa đi được sâu với chương trình thì hãy cố gắng hơn nữa nha quý vị khán giả ơi. Lý Thái Sơn hôm nay cũng rất tiếc này, Lý Thái Sơn hình như là cũng bị rơi rụng ở câu hỏi thứ 8 thì phải. Cũng đã đi qua được khoảng 2/3 chặng đường rồi. Linh nữa này, Nguyễn Thị Bích Hồng, Vũ Trần Ngọc Linh, Hoàng Bia, nhưng mà khán giả quen thuộc của đấu trường tương tác. Thời gian điểm danh chỉ còn lại 10 giây thôi, còn ai chưa tham gia điểm danh thì nhanh tay điểm danh, dành về cho mình những số chip để quy đổi voucher tiền mặt hấp dẫn ở trên kho của chúng tôi nhé. Và chúng ta hết thời gian điểm danh rồi quý vị khán giả ơi. Và trước khi nói lời chia tay thì tôi muốn gửi tới quý vị khán giả hình ảnh fanpage của đấu trường tương tác trên Facebook nha. Và nhờ bộ phận kỹ thuật hiển thị giúp tôi đây. Tại đây quý vị khán giả hãy nhấn like, nhấn follow để cập nhật những tin tức mới nhất về format đấu trường tương tác, về giải thưởng này, về luật chơi cũng như là những chủ đề mà chúng tôi sẽ đưa ra trước mỗi chương trình. Quý vị khán giả thân mến, thời lượng của đấu trường tương tác ngày hôm nay đã hết. Một lần nữa hẹn gặp lại quý vị khán giả vào 12 giờ trưa thứ 6 hàng tuần trên app THP On cũng như là BPTV Go. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.